Quý vị và khán giả thân mến, ngay bây giờ Minh Xù sẽ dẫn mọi người đến với một ca khúc rất ngọt ngào, trữ tình mang tên Thương Về Miền Trung, thể hiện bởi Quốc Linh và Quỳnh Nhi với sự kết hợp đặc biệt của vị khách mời cô ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi. Lòng người đi em biết chăng, em đã bao năm rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách chợ giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường, và nhớ tiếng hồ ngoài vắng lâu chiều nao, ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buồn, tôi vẫn còn thương. Về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Lòng trái đi ngàn phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người còn thương.
Một tràng hoa tay thật lớn cho Quốc Linh, Quỳnh Nhi và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Wow, một không gian quá đẹp. Hay quá à. Nếu mà hay vỗ tay cái nữa được không à? Phương Mỹ Chi, cảm giác của con như thế nào khi hát cùng với hai bạn? Lâu lắm rồi con mới được sống lại cảm giác hồi hộp khi mà tham gia một cuộc thi. Mấy em có tinh thần học hỏi rất là nhiều. Đây là một điều rất là đáng quý. Và các em hát dòng nhạc này quá là tình cảm, quá là hay. Con mong là quý vị cũng sẽ yêu thương các em thật là nhiều. Và con đường nghệ thuật của hai em sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Cảm ơn Phương Mỹ Chi. Tiết mục của tụi con ngày hôm nay quá là tình cảm rồi. Không biết là có lay động được trái tim của hội đồng nghệ thuật hay không. Cách đây khoảng mấy tuần thì tôi có được dịp đi Huế lần thứ tư trong vòng một năm. Và hôm nay thì cái bài hát này nó lại làm cho tôi muốn quay trở lại Huế một lần nữa. Phương Mỹ Chi, em cất tiếng hát lên thì nghe là ngất ngư rồi. Rồi đến Quốc Linh hát. Nhưng mà riêng đặc biệt là trái tim tôi được chạm đến khi mà Quỳnh Nhi hát. 7 tỷ người chúng ta ở trên trái đất này không có một ai giống một ai cả. Đấy cũng một nốt đó. Mỗi người có thể phát ra nó cái gì khác khác đó, làm người khác nghe mà không kiểm soát được cái niềm vui của mình. Thì hôm nay các em đã làm điều đó. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn chú Đức Huy. Còn cô Phương Dung thì sao ạ? Xin mời cô. Các em đã lấy 4 câu thơ của Hàn Mạc Tử nói về Huế để dẫn vào cái bài Thương Về Miền Trung. Bài hát này cô đã từng hát trước đây nhưng mà một sự thông minh rất có trí tuệ. Cảm ơn các em. Một tràng hô tay. Xin mời cô Kim Xuân. Trong cái mùa nắng nóng á, mà đặc biệt là trời Sài Gòn hổm rài thì mình hay tìm đến những cái dòng nước mát và ngọt để chúng ta uống. Thì thường là mọi người đi tìm nước mía, phải không ạ? Nhưng mà bữa nay cô uống nước dừa nha. Dạ. Nước dừa là tại vì được bà xã anh Đức Huy mời. Chứ bình thường là cũng mê nước mía. Cái nước mía nó đã ngọt, nhưng mà các cháu nhỏ chắc chưa biết cái mía lùi. Nó kinh khủng, nó ngọt mà. Giống như con đậu đen con ăn bình thường, nhưng mà nếu con nấu chè thì cái hạt đậu đen nó đậm đà và người ta gọi là nó bùi. Dạ. Thì đây là những cái giọng ca mà nó ngọt như mía lùi á con. Ngọt hơn chữ ngọt nữa. Phương Mỹ Chi rất là giỏi khi dẫn. Và sau đó là bé trai Quốc Linh. Cô nổi da gà nhưng mà chưa tới Quỳnh Nhi thì cô mới hết hồn nè. Trời ơi sao mà nó ngọt gì mà nó ngọt. Đúng nghĩa là mía lùi luôn á. Các con ơi, một cái dòng nước mát. Bao nhiêu thứ chung quanh nó ồn ào, nó xôn xao. Các con đã đem lại những cái gì rất là đẹp. Và cảm ơn Hồ Việt Trung, cảm ơn Diệu Nhi. Các em đã làm cho người ta mát lòng. Cảm ơn các con, đặc biệt cảm ơn Phương Mỹ Chi rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Kim Xuân. Và bây giờ xin mời anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi lên tiếng. Dạ, trước hết cho con xin phép cô chú cho con nói lời cảm ơn đến bé Phương Mỹ Chi. Khi mời đến Phương Mỹ Chi thì em thích chị Nhi lắm và em sẽ cố gắng giúp chị Nhi và hai em. Dạ, cảm ơn Phương Mỹ Chi. Mình bớt cái quan hệ cá nhân mình lại được không Diệu Nhi? Dạ, con xin chào các cô chú. Anh Trung phải cắt lời liền thấy Nhi. Đúng rồi. Hai bé này ở tận miền Trung vô đây thi. Quỳnh Nhi là ở Huế, Quốc Linh là ở Quảng Bình. Thi thì tâm sự với con là nói ba ơi, mỗi lần con thi á, đến cái đêm mà phát sóng lên á là cả làng cả xã bu vô nhà tụi con coi. Là thôi bây giờ ba có cái bài hát nào để con hát con tặng về quê hương. Thì cũng sự góp ý của anh Minh Vi, đó nói là thôi hát cái bài hát này đi. Cảm ơn anh cũng như là cảm ơn cái sự góp ý của anh Minh Vi kêu là Chung lấy 4 câu thơ này vô đây đọc sẽ hay. Ngày hôm nay rất mong là bài hát này gửi về quê hương bà con ở miền Trung sẽ hài lòng với các bé. Dạ cảm ơn rất nhiều. Dạ. Một tràng hoa tay thật là lớn. Vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục song ca cùng với khách mời rồi. Và ngay bây giờ những chiến binh đến từ 3 cặp huấn luyện viên sẽ một lần nữa thiện ca khúc song ca của mình trên sân khấu. Đây sẽ là một ca khúc khắc họa những hình ảnh người dân miền Trung của chúng ta đã phải chống chọi với những cơn bão lũ như thế nào. Ca khúc Nhớ Quê được thể hiện bởi Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Bye.
cơn bão được cho là mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình đến Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Mà con xa xăm, chữ mô chi
giận mà thương, thương quê nhà có mẹ. Trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nổi mươi, uống chưa với suối nguồn. Lời quê chưa đứng ruộng, mận răng biết cắt cái hoa tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ý kiến của ban giám khảo. Một bài hát về miền Trung rất là dễ thương. Hai em đem cái tinh thần, cái chất của miền Trung qua cái cách phát âm rất là đặc trưng, răng rửa rồi gì, xong mà khéo thế, vừa hát đúng nhịp, vừa hát hay mà lại còn không có chệch một bước nào trong cái màn mà diễn chung, một màn trình diễn tuyệt vời. Xin được cảm ơn chú Đức Huy. Còn cô Phương Dung thì sao ạ? Hai tiếng hát rất là hợp với nhau. Cái thứ hai cùng là người miền Trung, thành ra cái phát âm á, răng mô rửa đúng y chang à. Một người Huế, một người Quảng Bình, đây là một cái sự gieo duyên đo ni đóng dài để cho cái cặp nhi đồng này để hát những cái bài rất tuyệt vời trên tuyệt đỉnh sông ca nhí. Wow, cảm ơn hát cô. Hát hay quá, hát hay lắm. Hai cháu khi mà hát riêng đó thì cô Xuân vẫn còn có điểm này điểm kia để mình suy nghĩ, nhưng mà khi mà hai cái giọng này hợp lại nó giống như là sóng thần á. Nhớ cái bài đầu tiên Thương Về Miền Trung á, các con hát duyên lắm, và qua bây giờ cũng vậy. Cảm ơn Minh Vy đã đem lại một cái bài hát mà cho cô Xuân rất là nhiều những kỷ niệm, ngay cả cái dàn dựng ở sân khấu cũng vậy, nó làm cho người ta xúc động lắm. Cô nhớ là 1992 khi cô đi ngang Vĩnh Linh, lúc đó bị lụt đó, thấy toàn là nước không? Những cái mái nhà tranh nó thấp bé lắm, đôi khi nó chỉ còn cái chớp nhà thôi. Mà xử lý rất là khéo, hồi nãy là vừa khiêng cái chớp nhà ra là cô đã muốn rơi nước mắt rồi. Mà rõ ràng là dân quê miền Trung của mình cực lắm, mà cứ phải đối phó với giông tố, với bão táp suốt vậy đó. Tự nhiên mình xem cái mình cảm giác là cái lòng tự hào về quê hương, đặc biệt là ở tuổi của các con, với một cái bài hát như thế này, khi hát về quê mình, các con sẽ nhớ mãi. Các con sẽ nghĩ đến những người cha, người mẹ phải lam lũ ngoài đồng ruộng để mà tìm từng bữa ăn hàng ngày cho các con. Khi có đi xa, các con sẽ luôn luôn nhớ về. Cô thì không phải là dân miền Trung, nhưng mà cô thấy cái dàn dựng tuyệt vời quá, nó làm cho mình xúc cảm lắm. Và có lẽ là con người ta yêu quê hương, nó chỉ là như vậy thôi. Chỉ là những ngày tôi chống lũ, chỉ là những ngày tôi theo cha theo mẹ ra đồng, và là những cái giọng hát như vậy. Cho nên khi các con phối hợp với nhau để hát đó, tiếng hát của hai con nó lay động trái tim của từng người. Và cảm ơn các con, cảm ơn cái nhạc cảnh này rất là xuất sắc. Xin được cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn cô Kim Xuân. Anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi đang có cảm xúc như thế nào, xin mời. Dạ, trước hết cho con xin cảm ơn những lời nhận xét góp ý của các cô chú trong ban giám khảo. Và con xin phép cô chú cho con gửi lời cảm ơn đến anh Minh Vy, các anh trong ban nhạc cũng như là vũ đoàn đã hỗ trợ cho đội của Diệu Nhi và anh Hồ Việt Trung đã có một cái tiết mục rất là tốt cùng với hai con Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Riêng bài hát này là cũng nhờ anh Minh Vy, khi mà dàn dựng xong rồi thì về thì hai bé có nói là con lo ba ơi có sao không? Nói con ơi, mình cứ mộc mạc chân chất như vậy, mình cứ giữ đúng cái chất giọng của mình, những cái gì mình đang có mình cứ thể hiện, mình đem cái đó ra mình thi. Và ngày hôm nay thì hai con hát thực sự là ba rất là xúc động, và cũng cảm ơn lời khen của các cô chú. Và xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi, và đặc biệt một tràng hoa tay thật lớn nữa cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi với tiết mục này. Mỗi năm đến hè,
lòng mãn mạc buồn. Biết bao ngày qua chưa chán tình thương. Trường đây lớp đó bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người, à thì ra đã đi lộn trường. Ôi, tôi tới rồi nè. Ôi. Ủa? Kỳ vậy trời. Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu hết trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay không sao? Ê, Quốc Linh. Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Đi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ phải không? Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng. Tụi mình cũng đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí. Hát cái bài chí bài mà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát ơi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi. Biết nhau để nhung nhớ
sống lại đời ta. Chưa mà con chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bỏ. Đi về nhanh lên. Ôi, ổng về coi thương quá, thương, nhỏ thương, nhỏ thương à. Trời ơi, dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn. Dễ thương này, quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ, tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa. Đây. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn mấy chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu thôi nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, hàng chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về Việt Trung. Đưa tay về Nhi bà này, đưa lên trên trời mắt nhìn hiểu tay. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chỉ diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy em đâu có biết đâu đúng không? Quà Minh Di, em là em bị ngu muội luôn á. Kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Thật sự là em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới em cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hổ tay nữa. Thôi, đi, một tràng hổ tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai con. Nói về hai con. Nên cô Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á. Cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí, nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi, và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha à. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc, cho nên cô nghĩ là
Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bạn quên bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kiểu dạ như không. Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo. Nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con, và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Đây là ca khúc cuối cùng của đêm thi chung kết tối ngày hôm nay. Quốc Hưng và Gia Uyên rất là năng động, biến hóa thành từng nhân vật hoàn toàn khác nhau trên sân khấu ở những tập trước. Thì đêm thi tối ngày hôm nay họ sẽ nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn với những ca khúc về mẹ. Xin mời. Gió chiều cứ hắt hiu nghe buồn kêu, cánh cò trắng âu thơ bay về đâu mà chẳng thấy ghé qua ruộng đường để lúa. Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh đồng, có dòng sông có lũy tre. Ông ơi, ông dỡ tôi mà
nỡ lòng nào ông lại sao mắng, có sao thì sao nước trong, chứ đừng sao nước đục. Chớ đừng sao nước đục đau lòng con. Bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ giữ hiền về với con nhé, con nhớ. Giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xôi, con nhớ mong về mẹ. Mẹ trở về với con nằm ấp bên mái nhà. Xa nhớ thương con vắng mẹ.
Và xin dành một tràng hót thật lớn cho Quốc Hưng và Gia Huyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và đặc biệt nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được mời cô Phương Dung ạ. Hai tiếng hát, hai bản nhạc thể hiện về mẹ, tụi con làm rất tốt. Hai tiếng hát này quá hay. Nếu mà trong tương lai mà hai đứa đều không nổi tiếng thì một cái sự đau đớn cho cô Phương Dung. Tự vì cô rất mến tiếng hát và sự trình diễn của các em hôm nay. Cảm ơn ạ. Một trong những cái khó của hai người hát chung là làm sao cho nó hòa quyện với nhau. Và một cái khó hơn mà rất ít người trên thế giới, rất ít nhóm có thể đạt được, tức là khi mà đổi giọng đó, người ta không biết là ai là ai. Thì hôm nay hai em đã làm được cái việc đó. Cảm ơn chú. Cái đó là một điều rất hiếm. Cái tên của chương trình là Song Ca, hai người cùng hát. Và cũng có lúc là hai người hát hai giọng khác nhau để mà nó hòa thành một cái mới. Hôm nay hai em làm cái việc đó tốt lắm. Một sự chọn lựa rất là khôn khéo. Tiết mục kết thúc nó không cần một cái sôi động, nó không cần một cái gì phải có pháo bông hay là cái gì nổ tùm lum hết. Nhưng mà là cái cảm xúc thật, nó đã đi sâu vào trái tim người nghe. Cảm ơn hai em, cảm ơn ekip, cảm ơn tất cả đã cho tất cả một cái tiết mục kết thúc còn trên của tuyệt vời nữa. Tôi yêu các bạn. Tuyệt vời. Cảm ơn chú. Nửa bài thôi là cô rơi nước mắt rồi. Đấy, bà khóc rồi, bà dòm tôi rồi bà khóc rồi. Khó khăn không lâu chứ gì. Tại vì là một màu trắng tinh khiết trong cả một cái bài hát. Thật sự là cái gì mà nó chạm đến mẹ đó thì người ta rất là dễ xúc động. Và cái bài thứ hai là một cái bài nổi tiếng mà chúng ta đã biết rồi. Khi cất lên thì ai cũng cảm thấy trong lòng mình nó rưng rưng hết. Và với cái sự dàn dựng quá khéo léo, tôi thấy là hai giọng ca của con, đặc biệt là Quốc Hưng. Khi mà con chuyển tông một cái là cô hết hồn. Cô mới xây qua cô nói nhỏ nó giỏi dữ rồi trời. Các con ơi, một sự hòa hợp tuyệt vời. Chắc chắn là các con sẽ lấy được lòng khán giả. Nhiều nhiều người lắm xem và xem đi xem lại trên YouTube bài này. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn chú. Đêm nay không còn gì phải bàn cãi nữa. Ba cặp đôi huấn luyện viên của chúng ta với ba màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và tụi con là đại diện cho ba cặp huấn luyện viên phía dưới hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi. Và tối ngày hôm nay một cái kết quá đẹp. Một tràng hô tay chúc mừng cho Quốc Hưng và Gia Uyên. Cảm ơn chú. Con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh, con xin chào tất cả mọi người. Con và Quỳnh Anh đã chọn tiết mục Tôi Mơ. Các bạn thí sinh của mùa năm nay rất là nỗ lực và tài năng. Mùa 2 đã kết thúc rồi. Rất mong chương trình Thì Đỉnh Song Ca nhí mùa 3 thành công tốt đẹp ạ. Xin chào tất cả mọi người. Vòng tay em ơi, người thương của tôi.
có tiếng mẹ già, mưa nắng bao ngày quạnh hiu lo lắng. Cô tiếng ru hời khuya sớm dậy rồi chưa con lớn khôn. Trâm Anh và Thảo Nhi lần trước đã là con cò và không thể và có thể, và lần này sẽ là một ca khúc lại khó nhằn hơn nữa, Trên đỉnh phù vân. Xin mời.
trong lòng vô vấn yêu đương ta hứng giọt mưa nguồn bộ đời khát khao suốt lòng nhà kén sâu ta muốn hỏi một câu bao giờ rồi ta về và đó là Thảo Nhi và Trâm Anh. Một tràng hót tay thật lớn rồi không ạ? Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt cùng với đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, rất là mãn nhãn đúng không ạ? Và bây giờ xin mời ý kiến của ban giám khảo. Đẹp quá, coi mà rỡn da gà luôn. Một bài hát đã từng được đóng đinh bởi những diva nổi tiếng của Việt Nam, nhưng mà qua cái phiên bản này các con đã làm cho nó mạnh mẽ theo một cách rất là riêng. Có độ ma mị ở trong cái tác phẩm này cũng đã được huấn luyện viên của các con thổi vào đẹp lắm. Hồi nãy thì cô Xuân có lo lắng khi bé Trâm Anh lúc mà con đu dây phía trên quay nhiều vòng như vậy, cô rất là sợ con xuống một cái là giống như tụi cô là rối loạn tiền đình luôn đó. Cô lo lắm, nhưng mà khi xuống đó con được 1-2 phút để tịnh lại để bắt đầu con hát tiếp, thì cô có nghe cái hơi thở của con có một chút nó phải hồi sức lại, nhưng mà cái bài này dựng đẹp quá. Trời ơi, các con ơi, chỉ có ở những sân khấu như vậy mới hỗ trợ để cho các con giọng hát các con bay cao, bay xa như vậy. Chúc mừng các con nha. Cảm ơn cô Xuân. Trong hai giọng hát này đó, cô Thảo Nhi á, con hát cao thì rất là cao, nhưng mà cô nghe, con phát âm tiếng Việt vẫn không bằng cái cô bé nhỏ kế bên. Cái đó là cái điều quan trọng trong cái nghề nghiệp của mình. Đây là một cái bài rất khó hát. Cái dàn dựng thì quá đẹp rồi. Nó giống như là cái hồn bướm mơ tiên. Và nếu cô lại làm một cái sắc thái khác, cô làm một cái khúc từ đây tới đó, xung quanh là đèn cầy hết, và những người ngồi đó mặc áo nhà sư, và đằng sau là một cái phù vân yên tử, có hai người gác chuông hai bên, thì nó sẽ lạ. Cô mới thấy, nhưng mà cô có cái idea đó thôi. Hôm nay tụi con làm cái bài này rất xuất sắc. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn cô. Tôi đánh giá cao cái nỗ lực mà hai em đã dành cho
tiết mục vừa rồi. Đây không phải là một cái bài để mà dễ hát, hát một mình cũng đã khó, đừng nói chi là hai người. Nhưng mà với bài này đó thì Thảo Nhi đã tìm được cái sân chơi của mình để mà hát những cái nốt cao. Các em còn trẻ như thế mà đã xuất sắc như thế thì tôi không hiểu là trong một vài năm các em sẽ đi xa đến tận đâu. Xin chúc các em tất cả những may mắn, tất cả những tốt đẹp nhất trên con đường nghệ thuật. Dạ, vâng ạ. Xin được cảm ơn hội đồng giám khảo rất nhiều. Xin cảm ơn ba giám khảo ạ. Em lại may mắn có được các con là tôn trọng ý kiến của cô. Và sau đó thì cô cũng tôn trọng lại ý kiến và sở thích của các con. Các con nói thích, cô bảo thích. Thế là ba cô trò cùng làm. Thì đấy là một cái điều may mắn của em. Thật sự đây là tiết mục cuối cùng của đội rồi, trong chương trình này rồi. Cho em xin dành một chút thời gian cảm ơn công ty Sen Vàng đã tạo điều kiện và mời Hoàng Minh Di ạ ngồi tại vị trí ngày hôm nay. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều, cảm ơn anh Minh Vi rất nhiều. Đến ngày hôm qua anh vẫn còn góp ý rất nhiều để có một cái phần dàn dựng tốt nhất. Cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt, Vũ đoàn Sugar đã hỗ trợ cho thí sinh của em ngày hôm nay cũng như tất cả các tiết mục trong chương trình. Cảm ơn ekip rất nhiều người ạ. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả, mọi người lúc nào cũng đến cổ vũ để cho các con có tinh thần nhiều hơn. Bây giờ em chỉ hưởng thụ thôi. Ngày xưa em có đi thi một cuộc thi là anh Đức Huy có làm ban giám khảo và anh có nhận xét em một câu: súng vô cường là sướng vô cùng. Thì ngày hôm nay khi mà em đứng đây xem các con của mình biểu diễn, em đã rơi những giọt nước mắt, nhưng mà không phải vì em buồn mà vì em súng vô cường là sướng vô cùng. Yeah. Cảm ơn à. Cảm ơn tất cả những cái gì mà chúng ta đã đến với nhau và chúc mừng tất cả tụi con đã có được một cái tác phẩm để đời trong đêm chung kết ngày hôm nay. Cảm ơn Huỳnh Lập, cảm ơn Hoàng Minh Di. Một tràng hô tay cho Trâm Anh và Thảo Nhi. Ngồi nghe biển hát xì dào như lời ru từ thơ ấu thơ, nghe lời mẹ hát mơ màng con say, dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ, bao nhiêu đắng cay u buồn, lời ru của mẹ vẫn thăm đượm tình yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu vẫn mong cho con ấm em một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đời, dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Lời ru còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi, lời ru xa rồi giấc mơ thơ phải tàn,
dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời. Dù cho nắng đã phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ đã nâng con dậy. Trời, chị Tư. Chị Tư, có sao không? Trời ơi, chị Tư ơi. Ngồi dậy coi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh hoạn vậy mà còn làm công chuyện chi không biết nữa. Không sao, không sao. Ngồi xuống đi. Nó hơi trong mặt cái xíu rồi, để tôi dọn dẹp, tôi quét cho nó sạch. Mệt quá, dọn dẹp cái gì? Chị muốn dọn dẹp, muốn quét đúng không? Để em làm cho. Cái mấy cái này để em làm. Rồi, làm đi. Nè. Bao nhiêu lần rồi chị Tư? Thôi thôi, chú ơi, qua ngồi chơi được rồi, qua ngồi chơi. Thôi chị Tư, chị qua ngồi chơi đi. Để đi, chúc tôi khỏe. Trong mặt xíu không sao đâu. Sao, có sao không? Nãy không té sao, là có chứ. Sao không vậy? Không, mệt ghê luôn á. Đã nói với chị bao nhiêu lần mà sao chị không có nghe lời hai vợ chồng em gì hết trơn à. Cứ đi ra ngoài sân nè, đây này nè, đi ra ha. Rồi hú một tiếng thôi là hai vợ chồng em đi qua đây làm cho chị rồi. Ai hú? Bà hú. Hú không có nổi. Bà nghĩ làm sao vậy? Từ đây qua bên kia nguyên con sông dài vậy đó, có bà hú thì được á. Nè, chú thím á, nhớ là tôi dặn nghe không? Qua đi chơi được rồi, đừng bao giờ gọi điện thoại nói cho hai đứa nhỏ con tôi biết là tôi bệnh không? Ôi trời ơi, chị này mới vậy á, con cái cha mẹ bệnh là phải về. Bà chị yên tâm đi, chị dặn em rồi. Đừng có gọi cho đừng nó. Đừng có gọi, đúng rồi, em luôn luôn nghe lời chị, không có gọi đâu. Mới nhắn tin hôm qua. Cái gì chứ? Chú nói thì bước ra kìa. Xin lỗi chị Tư, chị Tư. Chị sốc lắm đúng không chị Tư? Bình tĩnh chị Tư. Trời ơi, chết tôi rồi. Bước ra đây. Lăng chanh quá. Để cho hai đứa nhỏ trên Sài Gòn nó lo nó ăn học đi. Thôi với chị Tư rồi chỉ buồn mình thấy chưa. Hèn chi ha ha, hôm qua cầm cái điện thoại ra cầu cá ngồi mấy tiếng đồng hồ. Cũng tại bà không á. Mua cái điện thoại xịn quá, có hai chữ về đây bấm tiếng hồ. Mệt quá. Đi qua kia xin lỗi chị đi, chị buồn bây giờ. Chị ơi, thôi đừng có giận em nghe chị. Sao, không sao. Nhưng mà chị yên tâm đi. Em nhắn tin mà tụi nó chưa đọc được tin nhắn. Tụi nó không có biết, không biết đâu chị. Tôi tin tưởng đâu thím đó nha. Thím đừng có nói nha chú thím á. Chị biết em là uy tín lắm. Không có gọi nghe không. Chị Tư, mà công nhận á, mỗi lần nhắc về hai đứa nhỏ chị Tư á, nó rất là ngoan ngoãn luôn. Em nói chị nghe, hồi sáng này nè em đi chợ để em mua thịt bò cho chị đó. Cái em livestream chị, xong cái em nói xin chào mọi người ơi, cả nhà yêu ơi. Xong cái hai đứa con gái của chị nó vô nó coi đầu tiên luôn, gặp người đó luôn hả? Lễ phép, lễ phép. Bây giờ nó dạ, con chào cô Tám. Cô Tám ơi, gọi tên con đi cô Tám. Cái em gọi tên tụi nó xong cái nó hỏi, ủa cô Tám đang làm gì ngoài chợ vậy? Cái em cầm miếng thịt bò lên, thịt sáng thịt bò ngon lắm. Em cầm miếng thịt bò lên nói, nè cô Tám mua thịt bò về rồi xay ra nhuyễn ra nấu cháo cho mẹ con ăn. Giờ này bệnh nặng lắm rồi, nhai cơm làm gì nổi nữa. Không biết trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thím làm như vậy là chết tôi rồi. Chết rồi là sao bây giờ hả chú thím? Rồi nó biết rồi tụi nó lo tội nghiệp tụi nó mà. Không không không, thôi chị đi đâu, nó về trời về rồi. À ủa, hai đứa sao biết mẹ bệnh nặng mà về hay quá vậy? Đọc báo không? Đọc báo không? Đúng báo rồi, chứ có ai gọi điện nhắn tin gì đâu mà biết. Thôi về. Về. Về nha, khỏe nha, chơi vui nha. Đi đường về mệt lắm không tụi con? Trời ơi mà, con út, con đen
sáng vô mùa thi mà sao con về đây chi vậy con? Hả? Dạ. Sao mẹ bị bệnh rồi mẹ không nói cho tụi con biết? Có gì đâu, mẹ bệnh bị thường thôi à, không có gì chứ. Mà bác sĩ nói gì vậy mẹ? Mẹ bệnh nặng không mẹ? Mẹ ăn uống gì chưa mẹ? Mẹ uống thuốc chưa mẹ? Mẹ ăn sao vậy mẹ? Mẹ không sao. Hai đứa con của mẹ ngoan quá à. Tụi con yên tâm đi. Bác sĩ nói á, mẹ bị trúng mưa rồi cảm ho vài bữa là hết. Thôi à, ở đây mẹ nấu cơm cho tụi con ăn. Rồi chiều á, mẹ dẫn cho đi chùa. Hôm nay là lễ Vu Lan á, đi chùa với mẹ nghe. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đẹp như suối mắt trong lành, để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Giỏi. Ở đây nha, mẹ ra sao nấu cơm. Nãy giờ hai cô chú đâu có về đâu, núp ở ngoài kia nghe hay quá, chịu quá rồi. Ê, khoan để vô coi mẹ nấu ăn gì được phụ không mẹ. Hay đoạn quá cho mấy. Trời ơi, hai đứa chỉ vô hát coi, hát khúc này nè. Mãi bên mẹ. Trời ơi, trời ơi. Bà Tư, bà xỉu trong bếp nãy giờ kìa. Tư xỉu rồi, yeah. Ôi, trời ơi, ông bị điên hả? Ôi, tư xỉu rồi. Ông phải lên bệnh viện nha. Để cho cô chú lo. Hai đứa con ở nhà coi nhà đi. Mà soạn đồ nha. Cô Tám mà gọi điện thoại về một cái là gom đồ quần áo lên bệnh viện với mẹ nghe chưa. Ở nhà soạn đồ đi. Cầu trời cầu Phật cho mẹ con không có chuyện gì xảy ra. Mà sao cũng tại em không á? Sao tại em? Chị đã kêu em về nhiều lần rồi mẹ em cứ chần chừ hoài à. Chị mắc cười quá à. Bây giờ em mà không thi là mẹ còn la em nữa đó. Tại vì chị lo cho mẹ quá. Giờ sao vậy em? Sao đây chị? À, cô Tám về. Cô Tám ơi, mẹ sao cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám ơi. Cô Tám ơi, mẹ con sao rồi cô Tám? Cô Tám ơi. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chị Tư ơi. Chị Tư. Đau nghẹn ngào đời vào thua.
tuyệt vời và xúc động. Một tràng hô tay thật lớn cho Kim Anh và Thanh Thủy, và đặc biệt hãy dành một tràng hô tay với sự hỗ trợ của vũ đoàn Đam Mê và đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Trang ngày hôm nay trên sân khấu. Phần đầu khi mà Nhi với lại anh Trung đã diễn xong cái phần đó mà nhạc vừa lên, lúc mà mẹ hỏi là mẹ có sao không, mẹ có sao không, mẹ không sao, nhạc lên một cái là ông auto. Chị Hồng Trang làm một cái điều mà tất cả những bà mẹ này đều làm. Hồi Tết này anh về anh đi biển với mẹ thì mẹ bị san hô mà nó quẹt vô chân, mà nó máu chảy mà nhiều, thì anh cũng hỏi mẹ có sao không, mẹ nói không sao, chuyện nhỏ. Tất cả các bà mẹ đều chịu đựng và yêu thương con mình một cách vô điều kiện và không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều. Cảm ơn tụi con và cảm ơn cô Diễu Nhi, Hồ Việt Trung và đặc biệt là diễn viên Hồng Trang đã mang tới một tiết mục rất là xúc động, nói lên được tâm hồn cao đẹp của những người mẹ Việt Nam. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Tiết mục đã chạm tới cảm xúc của chú và chú rất là thích giọng hát tụi con, thì không nói, ngọt ngào truyền cảm. Cảm ơn tụi con, ghét tụi con về điều đó luôn đó. Chú chú gì chú ghét tụi con. Tôi rất là không thích coi những cái gì mà làm tôi khóc. Trời ơi mệt ghê. Anh sợ lắm. Sợ coi đúng không? Sợ cái lắm, kiểu thật sự rất sợ. Bản thân chú Lập nha, nhìn kêu chú vậy thôi chú còn trẻ con lắm. Sao mà nó trùng hợp? Nãy mẹ mới vừa gọi mà không nghe máy được tay quay. Mẹ của em bị gì là cho biết hết. Mỗi lần mà mẹ đau lưng á, thật sự là mẹ không có đau đâu, mẹ lên á là bữa mẹ đau lưng đúng không? Cái ngồi đấm đấm cho mẹ mà thật ra là mẹ không có đau. Đương nhiên cái mình thấy đau lòng đó. Những người mẹ cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận những khoảng thời gian mà còn lại ở bên con của mình. Chắc mẹ coi cái đoạn này xong thì mẹ chắc cười, con trai của mẹ cứ khóc cho truyền hình. Thực sự em rất là xin lỗi khán giả. Em hứa là em kiềm chế cảm xúc, nhưng mà thực sự khi mà càng nói em không kiềm được. Thôi bây giờ được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Tụi con giỏi lắm luôn á. Tụi con giỏi về việc là tụi con kiềm chế được cảm xúc của mình. Vào trong vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Và tụi con đã làm được điều đó. Xin chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Đến vòng này thì thật sự là cô đã được lắng nghe thực sự cái giọng hát ngọt ngào và quá đỗi là cảm xúc của các con rồi. Chúc mừng các con và nể anh Trung và chị Nhi có một tiết mục quá xuất sắc. Rất là nể anh Trung với chị Nhi á, biết sao không? Chị Hồng Trang là chuyên về bi kịch. Cái bắt đầu hang bà này chạy ra, không buồn nổi luôn á trời. Cho đến khi cuối cùng là chị Diệu Nhi ra, chỉ cần gọi một tiếng được về người mẹ đó thôi là mọi thứ vỡ hòa. Cảm ơn sự trợ diễn của hai huấn luyện viên cũng như là chị Hồng Trang. Chú Trung và cô Nhi chia sẻ một tí xíu ha, cảm xúc của mình. Bây giờ tất cả quý vị khán giả đã biết chị Nhi ngồi đây để làm gì rồi đúng không? Một tràng vỗ tay cho Diệu Nhi. Yeah. Thực ra thì cảm ơn em. Thực ra làm thì sao? Nhiều lắm mà người ta không biết, làm nhiều sau hậu trường lắm, cổ vũ tinh thần rồi chỉ các con cách như thế nào, nhưng mà không ai biết hết. Nhưng mà không quan trọng, từ từ mình sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ làm được cái gì. Còn về phần có một cái khúc mà hai chị em trách nhau, thì cái đó nó cũng là một cái lời nhắn nhủ của em dành cho mọi người, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Chúc mừng hai con, hết căng thẳng chưa? Căng thẳng lắm, tại vì hai con quen cái sự vui nhộn. Giật mình yêu hương qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu hương như áo khô dầu áo bầu đỏ cánh kiếng da bầu vàng phù sa
bầu hồng long hoa. Thank you.
cảm ơn tụi con. Mời chú Trung nói trước ạ. Dòng này thì Tiểu Bình con hát được hơn dòng trước. Học Thảo thì đây là sở trường của con rồi, đâu có làm khó con được nữa. Nhưng mà những cái dòng nhạc này nè, tụi con hát á, tụi con cần chú ý nhất là những cái từ về địa danh, là tụi con phải hát cho chính xác, rạch miễu cũng phải hát rõ cái chữ đó ra. Cảm ơn, chúc mừng tụi con rất nhiều. Về giọng hát thì chú nhận xét nhanh thôi là về Ngọc Thảo á, con hát chân thành và chú rất là thích cái kiểu mà hát dân ca miền Nam của con. Mình hát là mình tin vô cái câu chuyện của cái cô gái này đang kể về Bến Tre như thế nào, thì chú rất là thích cái phần hát của con. Tiểu Bình, chú đang rất là phân vân ở cái chỗ là cái cách mà con nhả chữ á, làm cho người nghe sẽ hơi mệt một xíu. Thay vì Thảo hát á, cái chữ nào của Thảo là ra luôn. Bầu sang pha rạch miếu là Thảo hát ra cái chữ đó. Còn con á, con có một cái sự chuẩn bị trong từng cái chữ mà con sắp hát. Bầu sang pha rạch miếu là kiểu của con. Chú chưa thấy được ở con cái sự tiến bộ, và con cứ giữ mãi một cái phong cách này và giữ một cái kiểu hát này. Nếu mà con muốn phát triển hơn thì con phải lắng nghe và con phải tập luyện như thế nào mà cho nó hay hơn. Thật sự đây là những viên ngọc rất quý và chúng ta sẽ khai thác các bé nhiều hơn nếu như có cơ hội bước vào vòng trong. Còn bây giờ thì Hòa Minzy và Huỳnh Lộc có muốn chia sẻ gì không ạ? Xin mời. Đối với bản thân cô Hòa thì Tiểu Bình đã cố gắng là tiến bộ hơn so với vòng trước, bởi vì con được hát cái bài mà con quen thuộc hơn. Đây cũng là một trong những sở trường thôi ạ. Nhưng mà em đang tìm để có một cái điểm chung giữa Ngọc Thảo và Tiểu Bình đã. Bởi vì Ngọc Thảo bây giờ lại đang ở dân ca miền Tây, rất là đậm chất. Bởi vậy cho nên nếu mà để cho Ngọc Thảo chuyển sang ngay cái thể loại bolero sang thì Ngọc Thảo sẽ chưa đủ thời gian để làm điều đấy. Cho nên em đang dần dần để kết hợp giữa hai con với nhau, bởi vì hai con chưa bao giờ kết hợp với nhau cả. Đấy là cái lý do mà em chọn cho hai con cái bài hát này. Còn Thảo thì giọng của con rất là đậm chất cái miền này rồi. Ngày hôm nay thì đây là một bài hát tròn trịa. Cô vỗ tay và động viên cho tinh thần và cố gắng của hai đứa. Cố lên. Đây chính là lý do mà tại sao là tiết mục này chú và cô Hòa không có dàn dựng gì cho con hết, để cho tất cả mọi người tập trung vào cái sự sâu của cái giọng hát của tụi con. Chỉ một mình tụi con chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của tụi con, chứ không phải là vì cây dừa, không phải là vì cái giường, cũng không phải là vì cái lu hay là khói hay như thế nào đó. Chú muốn tất cả mọi thứ mộc nhất có thể trong cái tiết mục này. Và rõ ràng khi mà tụi con đứng một mình sẽ có những cái khuyết điểm của tụi con lòi ra ngay. Và đó chính là những bài học vô cùng quý giá từ chú Duy, từ chú Trung gửi đến cho tụi con. Và cái này chú cũng muốn nhắc tụi con luôn, chất giọng của tụi con đã có sẵn, đã hay. Nhưng ở đâu đó tụi con vẫn chưa sử dụng hết cái nội công của tụi con. Nếu như có cơ hội được vào vòng trong, chú cần tụi con có một sự đột phá và cảm xúc trong bài hát, chứ không đơn thuần nó chỉ là cái giọng hát của mình không. Cho nên là tụi con phải thực sự cố gắng và phấn đấu nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Cảm ơn các huấn luyện viên. Thật sự phải nói là càng vào sâu thì càng có nhiều sự đòi hỏi hơn. Và cái áp lực sẽ rất là nhiều, cho nên tụi con phải bứt phá, vượt ra khỏi cái vòng an toàn của mình và cố gắng nỗ lực hơn hết nha. Và các con đã làm rất là tốt ngày hôm nay. Một tràng hốt tay cho hai bạn, Tiểu Bình và Ngọc Thảo. Không quên lối sống em về miền Tây.
về thăm thằng cháu. Ba nó thay tôi chăm nom bầy heo dơi già, tay sách tay mang hai chục quýt, bên đây bơi xoài ngọt miệng tây quê hương tôi đó. Gửi thêm chút quà thông thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đứa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi dạo phố đông vui quá trời, bà con ơi ngoài chiên bánh tết thiệt là ngon ghê. Người người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co cho mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng như quê. Tìm về nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Kẹo luộc sao sao mà mắc, trai mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi đây hát hoài toàn là da tây. Thím thấy không quen nơi đây, về quê làm lúa. Thím nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Thím nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo thì tôi hái lúa. Vậy mà lòng vui, thím nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo thì tôi hái lúa. Vậy mà lòng mát trái cây thì heo, nhà cây thì mờ lơ. Đồ ăn thành phố nhà cao như thế, đường xa như xe. Yo yo đồ ăn thì mát trái cây thì heo, cây thì mờ lơ. Sang từ sang sang từ sang xe công công liễu công xe 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 công xe. Sang từ sang xe công công liễu công xe 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 công xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm, hôm nay tôi sao quên mấy hôm. Xe công tay sắp nách mang cho cháu thêm chút quà. Lâu lắm hôm nay sang quê về thăm thằng cháu. Ba nó thay tôi chăm nom bầy heo dơi gà, tay sách tay mang hai chục quýt, bên đây bơi xoài ngọt miệng tây quê hương tôi đó. Gửi thêm chút quà thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, gặp ai cũng chào. Lên chiếc Honda tôi dạo phố đông vui quá trời, bà con ơi ngoài chiên bánh tết thiệt là ngon ghê. Sang sườn sang xe công công liễu công xe 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 công xe. Sang sườn sang xe công công liễu công xe 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 công xa. Trên đường lên thành phố lâu lắm, hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm. Sang sườn sang xe công người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co cho mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Tìm về nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thức dậy cùng bầy heo thì tôi hay luôn dậy mà lòng vui. Chuyện nhớ con sông còn nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo thì tôi hay luôn dậy mà lòng vui. Sang sẽ công công liễu công sẽ 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 công sẽ sang sự sang sẽ công công liễu công sẽ 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 công sẽ trên đường là thành phố long lắm hôm nay tôi sẽ quê mấy hôm. Con cả hết tới cho hai thấy bà. Thương quá. Trả vô hụt rồi năm ơi. Trời ơi, giờ cho nói trước đi. Đang hứng là nói luôn nè. Cái quan trọng nhất của tất cả những bài hát mà các con trình diễn trong chương trình này đó là tinh thần bài hát. Với cái tiết mục này á, tụi con đã làm rất tốt rồi, chúc mừng các con. Ủa giờ kỳ á, giờ cuối cùng là sao? Tại vì á, hối lộ rồi, có đồ ăn rồi. Hối lộ không phải vấn đề ở chỗ đó là tụi con làm cho cô cảm thấy trời như hai con mắm ở dưới quê thiệt luôn á. Hay lúa thiệt. Trời ơi, nó xoay lại, nó đeo mắt kiến y chang Diệu Nhi luôn, thật sự luôn á. Mà bên có bên không chứ. Mà nó rất là dễ thương ở chỗ đó, cái sự tự tin tụi con quạt náo nó, tụi con làm cho người ta tin đó. Ừ đúng là tao đi dưới quê lên, à, xa quê về thăm thành phố kiểu đó. Cảm ơn cô ạ. Cô ăn một trái mận với lại nhãn, con nhớ. Có một điều mà chú rất là thích ở hai con là sự kết nối của hai con với nhau. Nhìn vô là mình thấy là hai cái cô này là có tình cảm với nhau đúng nè. Đúng rồi. Diễn với nhau rất là thân, rất là dễ thương và đặc biệt nữa, chất giọng rất hợp. Đúng rồi. Dù là cái màu giọng khác nhau, con hát kiểu khác, con hát kiểu khác, nhưng mà khi mà hai con kết nối lại với nhau á là cùng một kiểu. Ừ thì đúng rồi, vỗ tay cho chị Như, đúng rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi thấy Hải Như nó đồng điệu với tôi như vậy anh luôn á. Nè, tập trung nè, anh em tôi nói một câu chính xác nè. Tụi nói con chung đây là một tiết mục rất là đồng hay. Điệu. Rồi thôi bỏ luôn đi nha. À, cho chú hỏi nhỏ sẵn cô Như có nói là tụi con là thân với nhau lắm thì tụi con hát ăn xăm với nhau thân thiệt không? Dạ thân thiệt. Thân thiệt không? Dạ thiệt. Hợp ha. Mắm đầy thúi nè cô. Là mắm thúi hai con. Trời ơi. Vậy là nãy tôi nói hai con mắm là đúng rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin nhá. Xin mời đội của cô Hòa bớt ăn lại, chú Lập bớt ăn lại nè. Nói gì nữa, nhiêu đây được rồi con ơi, hai được rồi hai. Thật sự đó, người ta chỉ lấy có một chùm nhãn thôi, một trái ổi thôi, bên đây lấy một túi luôn. Không phải, đây là rút kinh nghiệm, các cháu nó con nó rút kinh nghiệm. Đây là để em diễn tả lại mấy bé cho diễn. Ở đây nè, cô nè chạy xuống. Chạy xuống. Chạy xuống. Nè chạy xuống nè, bắt đầu ha. Cái bắt đầu cái phát. Không gì lấy đi. Trời ơi, chạy luôn á. Rõ ràng là chạy luôn rồi. Em đây bây giờ em là thí sinh nha. Em là thí sinh. Đây nha. Là giám khảo nè, đây là rồi, cô chú nè. Anh làm cô Khả Như nha. Cô Khả Như nè. Cô Khả Như đang đứng đi em cầm. Cô Khả Như đang đứng múa vũ đàn, vũ đàn, vũ đàn nè, vũ đàn nè. Vũ đàn đưa ra nè. Cô Khả Như thấy vỏ sách tới, à có quà rồi. Có quà rồi. Ơi, cô cô biểu sao đông đưa tay tôi đúng không? Biết lại chưa? Không sao. Em cũng thấy. Nó văng xuống ghế một trái mận. Tôi nhớ rõ ràng. Giống như là bỏ ghế một trái mận. Y như là bỏ miệng. Cầm trái mận đó lên tôi ăn ngon lành luôn. Giống như bỏ miệng vậy đó. Tự nhiên có vô đây cái bỏ ra đây. Tôi chạy. Mọi người ơi chạy đi. Mà tôi đứng đây tôi đưa tay nè, mắc gì không đưa tôi cái dụng con bẹt vậy? Tại vì làm gì bạn đủ em qua đây đè lấy đi. Cho kịp nhạc đi hát tiếp. Hay là cô đi dạy không? Để em nói cho. Là bởi vì cô Khả Như lần trước ăn bánh tét không trả tiền cho nên lần này không đưa bất cứ đồ ăn gì hết. Còn lần trước là bên đội đây rất lịch thiệp, ăn bánh tét bao nhiêu là sau hậu trường trả tiền bấy nhiêu đó. Cho nên lần này là đẩy đồ ăn cho đội này hơi mạnh tay để mình thu về hơi nhiều. Hơi mạnh tay. Không mà dễ thương quá con ơi. Có nghĩa rằng là cái tiết mục này không có làm khó được tụi con. Từ những cái mềm mại tụi con ra hò nó ngọt, rồi từ những cái mà tụi con phá cách nó ra mang đến cái bầu không khí sôi động. Cái sôi động nó lạ lắm, nó lúa lắm chứ nó không có hiện đại như người ta. Em rất là nể anh luôn á anh Trung. Tinh thần bài hát. Đúng rồi, anh làm có tinh thần bài hát rồi, cho dù là mấy bé đọc rap không đúng đi nhưng mà từ những cái không đúng nó trở thành một cái ưu điểm, nó rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà rất là cảm ơn cái giỏ trái cây của tụi con nha. Nhờ trái cây cho nên có nhiều điểm đó con à. Bây giờ nè, tới đội nhà mình mời cô Diệu Nhi và chú Việt Trung. Thật ra thì ở những buổi tập á, những lúc chú Trung kêu múa vậy đi, chưa tới múa đi như vậy nè. Đó là những cái mà chú Trung bắt tụi con phải làm cho được, làm cho tới là ngày hôm nay đã có kết quả rồi đó. Là các cô chú rất là thích. Mà đặc biệt là Thủy, những cái buổi tập thì cô thấy con
còn hơi có một chút gì đó, chưa có thật sự tự tin lắm. Nhưng mà ngày hôm nay cô rất là bất ngờ, bởi vì con rất là thoải mái ở trên sân khấu. Con không có bị khớp như những cái buổi tập, con không có còn suy nghĩ lo lắng nữa. Ôi, chắc là chú Trung xúc động lắm á. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Rất là nhiều chi tiết. Mắt kiến tối hôm qua Trung bắt là phải đi mua về. Tụi con một đứa đeo đầy đủ, một đứa đục một lỗ ra. Trái cây hồi sáng này bắt đầu mới đi mua. Tụi con phải có một cái riêng của tụi con, là tới tụi con là có đồ ăn ăn. Dòng chiếc bánh tét, dòng này có trái cây nữa. Dòng sao lẩu hải sản. Dòng sao lẩu hải sản nha con. Chú mời con món đó lắm. Đem cái gì con còn. Gọn dễ sợ á. Cua răng, me răng, muối răng, rồi răng rồi. Nha con. Buffet lần sau là đại buffet cho mọi buffet, người. Buffet ok. Lần sau như hát bài bán dép á. Trời ơi. Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Nói cái em tặng luôn. Em tặng luôn. Em hoàn toàn em hoàn toàn không hình dung được. Ví dụ hai con bé này bán dép đi. Xuống đây nè. Ăn đi. Rồi cho chú Lập nguyên một lố dép luôn con. Thôi. Chú thấy là bài hát vừa rồi không ổn con ơi. Không ổn luôn á. Hát con á nó bị quê quá chứ. Chứ lại là hai đứa bé có sự kết nối với nhau. Thôi đi cái đồ lật mặt. Ráp gì mà chật lất vậy ai nghe con. Đeo mắt kiếm mà đeo kiếm. Vô đi con, vô đi con, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Cảm ơn, vô đi. Trang phục không cùng màu với nhau là thấy sai bếp. Thôi đi. Trời ơi, các người đã ăn bao nhiêu bánh tét, các người đã ăn bao nhiêu loại trái cây mà bây giờ lật mặt như vậy. Anh Trung, em theo với anh. Nếu như có cơ hội hai bạn nhỏ này sẽ bước tiếp vào vòng sau thì chắc chắn sẽ có nhiều sự hấp dẫn và chiêu trò đến từ huấn luyện viên của mình nữa, đúng không ạ? Một tràng tay chúc mừng cho Kim Anh và Thanh Thúy. Và ở những nhân vật đặc biệt lần này sẽ được hóa thân bởi Quốc Hưng, Gia Uyên và sự góp mặt của khách mời Bùi Công Nam. Ê, chào bà con nha. Ê, ở đông vui quá hả? Hôm nay tôi tới đây tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện của làng Vũ Đại. Câu chuyện là vậy nè. Dì trẻ lại nghe đi khắp nơi lang thang cười hát ca với đời anh chí phèo á. Anh chí phèo em đây chẳng đến na màn kiệt chẳng được dịu dàng lại kiếm duyên và vui rời đây vẫn chưa chồng em. Trăng lên cao vội phèo thơm hơi men say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi oh, oh. Trăng bông say hương men tình nàng chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh. Ôi ya ya mà chúng ta đã say để duyên trọn đời nắng mưa ấy chuyện của trời người. Hơi phèo thơm hơi men say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi hầu oh, oh. Chàng bông say hương men tình nàng chót quên thân quên mình một phút thăng hoa cho đời lung linh. Ôi gái nhà mai chúng ta đã say để duyên trọn đời nắng mưa ấy chuyện của trời người. Hứa làm những điều tốt đẹp người ơi. Phèo
được hương sắc đời. Nhưng nàng có trái tim. Cần một người yêu tốt theo, sao duyên trời vẫn chưa gieo, phải chăng anh quá bèo, phải chăng anh không bằng chi phèo. Một hỗ trợ cho Quốc Hưng và Gia Huyên. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt và đặc biệt hơn hết với sự hỗ trợ của ca sĩ Bùi Công Nam. Cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả các ban giám khảo và tất cả khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Rất là ngạc nhiên khi mà nhận được lời mời của anh Duy góp một tiết mục cho đêm chung kết của chương trình, thì em rất là phấn khởi và em nghĩ là chắc chắn phải tham gia thôi. Rất là thích những cái chương trình mà nó vui tươi như thế này và hai bé rất là dễ thương, tuyệt vời. Cảm ơn Thanh Duy rất là nhiều. Cảm ơn Nam. Bây giờ mình sẽ lắng nghe ý kiến của hội đồng nghệ thuật. Xin được mời cô Kim Xuân ạ. Một bức tranh nữa trong tuyệt đỉnh sông Ca Nhí, một cái màu rất là lạ. Và quả tình cái dạng mà phê phán như thế này, từ nhạc người ta lại biến qua thành một cái tiểu phẩm để thể hiện không phải là một cái điều đơn giản. Nhưng mà cái sức trẻ của các bạn, cái hồn nhiên của các bạn đã làm cho cái bản nhạc nó sống động và nó phong phú. Và tôi cũng ngạc nhiên là sau hai cháu nhỏ chắc có lẽ là ảnh hưởng huấn luyện viên của mình. Chịu chơi đúng không con? Chịu chơi. Dễ thương, tiết mục rất là sinh động. Cảm ơn tiết mục đã đem lại cái sự vui vẻ này. Cảm ơn cô Kim Xuân. Nãy giờ anh Đức Huy anh nói cái này là chí phèo hay chí tài? Cô nói cái anh chắc anh nghe lộn á, mày là chí phèo. Nhưng mà nếu mà có chí tài đóng cái vai này đó là còn hay nữa đó em à. Bây giờ cô nói cái sự hồn nhiên của Thị Nở và chí phèo. Hôm nay cái sự thành công của cái bài này đó, thứ nhất là nhờ Bùi Công Nam, thứ hai là ban nhạc. Và cô mong ước là sẽ được thấy các em có nhiều thể loại và nhiều cách trình diễn khác nhau trên sân khấu hôm nay. Chắc chắn rồi ạ. Còn chú Đức Huy thì sao mời chú? Tôi rất thích cái tiết tấu cũng như là cái giai điệu tươi trẻ. Và tôi rất thích cái thông điệp mà các bạn gửi đến. Nếu mà đã yêu nhau thì cứ nói là yêu, mà không yêu thì ốm, mà không ốm thì yếu. Thành ra kệ nó, ai nói gì thì nói. Em yêu anh Đức Huy. Và trên đời này chỉ có hai thứ, một là tình yêu, hai là cái nỗi lo sợ thôi. Mà tốt hơn là sống trong tình yêu nhá. Vâng ạ. Và làm đẹp cho đời. À, hai bạn nói nắng mưa là chuyện của trời, chúng ta hãy cứ làm đẹp cho đời. Đúng không ạ? Cảm ơn hội đồng nghệ thuật rất là nhiều và chắc chắn rồi. Cảm ơn anh Thanh Duy và chị Khả Như đã có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời dành cho hai con. Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của hai anh chị như thế nào ạ? Được hát với một ca sĩ mà họ chuyên nghiệp nên các bé cũng rất là lo lắng, nhưng mà cái sự dìu dắt của Nam làm dầu di dầu di dầu di hòa di lại di trầu vô chuồng trâu lại trở ra mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại di dầu di quá. Người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dẫu dí dầu. Mày dí tôi ra ngoài này luôn nè, bà nghĩ tôi là con trâu à? Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ, bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa?
thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho. Đường
Dạ, và đó chính là Quốc Hưng và Gia Uyên. Cái vòng trước á là con hát bài Mây và Núi. Mây và Núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi. Ờ, bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á con. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó phải rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà anh khớp với nhau không có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà đóng vai bà già đó trời. Gia Uyên. Bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó, trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt. Các con, luôn. Các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang đó nha. Mà rất công nhận nhiều. Nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, dạ, con Quốc Hưng á, rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống và Khánh Như luôn. Y chang luôn á, cách diễn là copy bát ra gì rồi, đó trời. Lúc đi tập ấy kìa. Trên từ một cái người đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung trời đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam ơi, đằng vô em. Dạ. Dạ em xin lỗi khán giả. Về Duyên ơi. Cô tập sao? Y chang cô chứ đừng có nhảy hay hơn cô quạo quá nè con ơi. Mọi người ơi, hãy xem hai bạn nhỏ nhảy thôi. Anh Thanh Duy và chị Khải Như thì cất nha mọi người nha. Nếu mà hai tụi con mà có vô á nha, rồi tụi con sẽ làm nhiều cái ghê gớm hơn như vậy gấp trăm ngàn lần nữa, chú đảm bảo luôn. Cái lực diễn tụi con như đây là chỉ có 80% lực diễn của tụi con thôi, tụi con sẽ còn làm nhiều đúng cái rồi, ghê hơn nữa. Đúng rồi, đảm bảo luôn. Một đứa đu từ trên đất hai xuống, một đứa từ đất độn khổ lên cho chú. Lộn vừa lộn vừa hát vậy nè. Yeah. Đây không phải đập xiếc và chúng tôi cũng không phải là những con rối. Chứ không phải bạn lĩnh. Em khen mà, em khen các con về giọng hát là rất là tốt so với vòng trước rồi. Giọng con bạn nam á nha, diễn thì bạn nữ có vẻ nhỉnh hơn một xíu. Nhưng so với giọng bạn nam á là giọng con rất là sáng. Và hát rất là chắc. Lên cái nốt cao kìa, không bị phô chịch một tí nào hết. Đấy là một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Con cảm ơn cô ạ. Chưa, em chưa nói hết nữa. Chú còn cái thích như vậy nè. Ở cái cuối cùng mà con làm cái trái tim á, mà bạn kia không làm á con cũng vậy. Đáng yêu sợ vậy. Trời ơi con đừng bao giờ nghĩ đó là tai nạn nha. Đó là ông trời cho con một cái cơ hội cho con được duyên dáng bất chợt trên sân khấu đó con. Con ba không nữ phải nghệ sĩ nào cũng không ước phần được như vậy còn đâu. Còn cái cô nữ thì hả, cô quên xong đến khi cô dòm lên cô thấy. Thấy đâu, để vô sao. Rất duyên luôn. Đây, nếu mà hai con rất là dễ thương nha. Chú và cô Như là diễn chung với nhau rất nhiều lần rồi. Ví dụ gặp trường hợp đó đi, chị là bé nha, còn em là bé trai. 2, 3. Dẹp luôn. Ở trên sân khấu thì nó sẽ có những cái phần mà không đúng cái moment, không đúng cái thời điểm là để đưa lên. Lẽ là tập là hai đứa sẽ kiểu cơ liên một lúc rồi. Nhưng vui không bằng hên á. Vô tình nó lại làm thành một cái điểm nhấn cho cái tiết mục của mình. Mà nó lại vô cùng hợp lý. Tại vì đây là hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho cái viện dưỡng lão của mình. Đúng không rồi. Con? Chúc mừng tụi con. Mọi thứ nó rất là như những gì mà chú đã viễn tưởng ở trong đầu về tiết mục này. Nên là chú rất là hài lòng. Cô Dĩ Nhiên sao cô? Tất cả mọi người đã nói hết tất cả mọi thứ của tất cả rồi. Em thực ra thì sao gì nữa đâu. Thực ra thì sao hả? Thực ra là chúc mừng thôi. Thực ra thì... mê vậy thôi, chúc mừng tụi con. Cô với chú Duy cứ ngồi nói trời ơi, nó làm giống như mình nói và em nó nhớ hết. Và thật sự cô rất hạnh phúc vì điều đó. Và cô mong rằng á, những cái tự nhiên này tụi con sẽ giữ hoài. Cô không muốn là khi mà được khen rồi cái sau này cái tụi con sẽ lố hơn hay là nhiều hơn, thì cô không có muốn như vậy. Và quan trọng hơn vẫn là cái giọng hát của tụi con. Và thiệt luôn, để nói cho nghe, những cái duyên dáng mà bên trong cái bài hát là ảnh chỉ tự làm.
Vậy quá ra cô Như không làm gì hết ư? Bản năng và năng khiếu của hai làm con. Nói gì nó dập em quá kệ nó em kệ nó kệ nó con. Tiếp nè chị nè. Những cái mà tụi con làm á, cô cảm thấy rất thích. Diễn thì diễn nhưng mà vẫn tập trung với hát, cái đó là cái điều mà cô thích nhất ở tiết mục này. Cô tự hào lắm, cảm ơn các con. Và con xin cảm ơn cô Khả Như và chú Thanh Duy đã cho con một tiết mục thật hay ạ. Rất là cảm ơn. Cái này là tự làm đó.